Kêu nói không đứa nào nói chưa vậy? Theo là có người chứng rồi đó. An đâu? Dạ. Dạ. Chờ cô qua xem một muỗng nữa con. Ơ thưa bà, hôm nay mời mọi người ăn liên quan với lớp 93 nha. Thêm gia vị vậy hả? Ăn nó mới ngon. Thêm gia vị nó mới ngon. Thôi thôi. Mới lấy cái muối về luôn á. Lúc ăn thì tao bữa nay lớp 93 liên hoan cuối năm nha các bạn. Vô nè. Đứng to lắm nha. Vô cho thầy quay kìa. 1, 2, 3 Vô. À, bây giờ bạn Nhân sẽ mô tả cái món ăn bún cá cho các bạn nghe nha. Bạn Nhân đâu? Bạn Nhân nghĩ gì nói đó coi. Món ăn rất là ngon. Bún cá này rất là bún chả cá và bắp chuối nha. Lượng hôm nè, lượng rau. Ở đây không còn miếng mặt mũi đâu. Mọi người ơi, đem ăn miếng gà được không nhỉ? Ai gà? Dạ tụi em. Bây giờ là ai muốn nói nè? À, gà Nhân sáng cầm gà đúng không? Dạ, đây là bây giờ không. Dặn nó cắt nuôi con gà làm sao ơi? Mới chấm đâu? Chấm nguyên keo hả? À, bây giờ bạn Nhân sẽ nói với các bạn về con gà nhà bạn nè. Gà nuôi chúng ta một cách rất là khoa học. Chúng ta cho ăn không chỉ cho ăn lúa mà phải cho ăn nguồn thức ăn. Không chỉ cho ăn thức ăn mà phải cho gông. Gông. Gông mà gông phải chọn với cá ăn nó mới ngon. Ăn ngon không? Gà ăn ngon không? Rất là ngon. Gà thịt béo. Con bự nhất 4kg. Con nhỏ nhất 1,7kg. Nuôi vịt đó. Trong vòng 3 tháng chúng ta sẽ cạn được ký vô 3kg đạm. Hay chưa? Vô coi không? Con vịt nó có bà bự nhưng nó không biết đẻ. Có cái bạn tại sao vịt bự mà không biết đẻ? Gì nói là vịt trâu. Rất bự mà không biết đẻ. Ủa ghê vậy? Xin chuyên xin nhìn nói chuyện nghe tức quá à. Bây giờ đeo con gà nha, hết con gà rồi nha. Vịt bự mà không biết đẻ tại sao gì vịt trâu không rồi. Nó ăn hết luôn. Bây giờ các bạn là lo ăn quá trời nên mình ngưng chụp một các bạn. Chút nữa bạn đang suy nghĩ cách nói để chút nữa mình sẽ quay tiếp chụp 2. Rồi chào các bạn nha. Thầy quay cái mắt.